Thưa quý vị, thưa các bạn, cùng với việc tận dụng các lợi thế nằm ở trung tâm vùng Nam Đồng bằng sông Hồng có lực lượng lao động dồi dào, những năm qua Nam Định tích cực triển khai các cơ chế chính sách thu hút đầu tư đối với những dự án có vốn lớn, công nghệ kỹ thuật cao và đạt được nhiều kết quả tích cực. Nam Định đang phấn đấu giai đoạn 2016-2020 thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI trên địa bàn tỉnh hơn 3 tỷ đô la Mỹ, đầu tư từ các nguồn vốn trong nước đạt hơn 30.000 tỷ đồng. Để đón làn sóng đầu tư, một trong những giải pháp trọng tâm được tỉnh Nam Định hướng tới là phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng ở các địa phương. Nam Định đẩy mạnh đầu tư hạ tầng giao thông huyết mạch có tính liên vùng, các dự án giao thông trọng điểm đóng vai trò quan trọng, tạo động lực phát triển đột phá về kinh tế xã hội, thúc đẩy phát triển du lịch biển của tỉnh và khu vực đồng bằng sông Hồng. Lựa chọn dành vị trí các khu công nghiệp nằm trên các trục đường huyết mạch nên rất thuận lợi cho các nhà đầu tư. Đến nay, tỉnh Nam Định đã hoàn thành việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh tới năm 2020, tầm nhìn 2025 với 56 cụm công nghiệp, diện tích kế hoạch là 1.588 ha. Trong những năm qua, có thể nói từ đầu nhiệm kỳ 15-20, tỉnh đã có một cái chiến lược kêu gọi thu hút đầu tư rất là rõ ràng, cho nên cái kết quả thu hút đầu tư từng năm đều đạt và vượt kế hoạch. Đặc biệt là năm 2017 chúng ta đã thu hút được cái lần đầu tiên mà con số thu hút đầu tư vượt quá 2 tỷ đô la Mỹ, đó là nhà máy nhiệt điện Nam Định BOT1. Và đến nay đã đang tiếp tục triển khai các biện pháp, các giải pháp để tiếp tục thu hút đầu tư. Thì đến năm 2019 vừa qua đã cơ bản đạt được cái kế hoạch, đạt được cái chỉ tiêu mà đại hội đã 19 của tỉnh đã đề ra. Và như vậy thì có thể nói cùng với năm 2020 là năm về đích của cái nhiệm kỳ 15-20, thì chúng tôi khẳng định rằng cái kết quả thu hút đầu tư của chúng tôi sẽ vượt kế hoạch của đại hội đề ra. Hiện trên địa bàn tỉnh Nam Định có 17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia đầu tư. Dẫn đầu về số lượng dự án là Hàn Quốc với 29 dự án, tổng số vốn đầu tư hơn 228 triệu USD. Hồng Kông, Trung Quốc xếp thứ hai với 16 dự án, tổng vốn đầu tư hơn 183 triệu USD. Những năm qua, Nam Định cũng đã bắt đầu thu hút được các dự án FDI từ Mỹ, Nhật Bản, Pháp, Italia, Hà Lan, New Zealand. Các dự án FDI trên địa bàn tỉnh phần lớn đầu tư theo hình thức 100% vốn nước ngoài. Chỉ có một số dự án đầu tư theo hình thức liên doanh, hợp đồng, hợp tác kinh doanh. Các dự án FDI có mặt ở tất cả 10 huyện, thành phố trong tỉnh. Với số lao động hiện tại ở đây đang trên 1,3 người, thì với mức thu nhập bình quân của công nhân lao động từ 5,5 triệu đến 6 triệu đồng một tháng thì đã đảm bảo được đời sống ổn định cho toàn bộ công nhân viên, người lao động trong khu công nghiệp. Thì để có cái thành công và đến nay khu công nghiệp đã có cái tỷ lệ lấp đầy thế này, thì ngoài cái sự hỗ trợ của tập đoàn và Hiệp hội Dệt may Việt Nam thì có sự hỗ trợ tích cực của hệ thống chính trị của tỉnh, từ tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, tạo ra cái môi trường đầu tư rất tốt để cho các nhà đầu tư trên thế giới và quốc tế đến đầu tư tại khu công nghiệp. Thì đến nay khu công nghiệp Bảo Minh thì có 12 nhà đầu tư mà thứ cấp và có 14 dự án trực thuộc. Thì trong đó thì là chỉ có 2 đơn vị là nội địa, còn lại toàn là các nhà đầu tư FDI có nguồn vốn lớn và có uy tín trên thế giới. Với phương châm không ngừng đổi mới hướng tới nhà đầu tư, xác định doanh nghiệp là động lực phát triển, là đối tượng phục vụ, Nam Định cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, có nhiều chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư FDI. Tuy nhiên, Nam Định chủ trương không đánh đổi môi trường vì lợi ích kinh tế, không thu hút các dự án sử dụng công nghệ lạc hậu, gây hại môi trường. Công ty trách nhiệm hữu hạn Vina Kis Global có 100% vốn đầu tư của Hàn Quốc ở lô 39 và lô 42 tại Cụng Công nghiệp An Xá, thành phố Nam Định, khi vào đầu tư xây dựng nhà xưởng để sản xuất các mặt hàng quần áo xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc và châu Âu, rất hài lòng vì môi trường đầu tư và các chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh Nam Định. Trong quá trình sản xuất kinh doanh, công ty luôn có sự đồng hành hỗ trợ của Ban Quản lý Cụng Công nghiệp An Xá và các cơ quan chức năng để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc về thủ tục liên quan đến đầu tư.
Các cấp chính quyền tại Nam Định đã tạo điều kiện thuận lợi về mặt bằng, thủ tục đầu tư. Chỉ trong khoảng một năm, doanh nghiệp đã hoàn thiện toàn bộ hệ thống nhà xưởng, lắp đặt thiết bị máy móc và đi vào hoạt động, tạo việc làm cho hơn 4.000 lao động. Với mức thu nhập bình quân từ 7 triệu đồng đến 10 triệu đồng một người một tháng, hạ tầng giao thông, mạng lưới điện phục vụ sản xuất, tình hình an ninh trật tự bảo đảm đã giúp doanh nghiệp yên tâm sản xuất, đạt hiệu quả kinh doanh. Một trong những yếu tố để thu hút đầu tư trong những năm qua được tỉnh Nam Định quan tâm là coi thu hút FDI như là một thành tố, một động lực quan trọng, và động lực này đang vận hành tốt cho phát triển kinh tế. Năm 2019, tại địa bàn khu công nghiệp của tỉnh có 177 dự án đầu tư của 153 nhà đầu tư thứ cấp, trong đó có 45 dự án của 41 nhà đầu tư nước ngoài. Tổng số vốn đăng ký hơn 7.500 tỷ đồng và hơn 771,200 triệu USD. Vốn thực hiện hơn 4.150 tỷ đồng, chiếm 55,09% vốn đăng ký, và hơn 566,700 triệu USD, chiếm 73,49% vốn đăng ký. Nam Định đang nâng cao hiệu quả của thu hút đầu tư FDI, và trên thực tế, nhiều địa phương bắt đầu có sự lựa chọn và chọn lọc. Theo đó, đã có những dự án thân thiện với môi trường, tạo ra giá trị gia tăng cao hơn, công nghệ tiên tiến hiện đại hơn. Tại khu công nghiệp Hòa Xá, thành phố Nam Định, công ty cổ phần Việt Thuận có vốn đầu tư 100% của Đài Loan, là một trong những công ty điển hình trong việc đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất tiên tiến hiện đại với tổng số vốn 8 triệu USD, gồm 48 chuyền may mặc. Điều đáng nói ở đây là khuôn viên của công ty được thiết kế đầu tư bài bản đồng bộ, từ hệ thống cây xanh xen kẽ, bao phủ các xưởng sản xuất tới các quy trình công nghệ khép kín hiện đại và thân thiện với môi trường, tạo không gian thoáng mát cho công nhân làm việc và nghỉ ngơi giữa các ca sản xuất. Năm 2019, mức nghìn thu của công ty Việt Thuận là 500 tỷ. Hiện tại công ty chúng tôi là có 2.600 công nhân với mức lương là 7 triệu đến 10 triệu. Năm 2019, với sự góp mặt của các doanh nghiệp làm ăn ổn định tại các khu công nghiệp, đã góp phần gia tăng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa và thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Nam Định. Giá trị hàng hóa xuất khẩu ước đạt 765 triệu USD, tăng 9,29%. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 22.000 tỷ đồng, tăng 15,79%. Doanh thu ước đạt 24.500 tỷ đồng. Tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 4,6 vạn lao động với thu nhập bình quân 5,8 triệu đồng một người một tháng. Nộp vào ngân sách nhà nước ước đạt 400 tỷ đồng, tăng hơn 29% so với cùng kỳ năm 2018. Trong năm 2020, chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu cho tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban dân tỉnh triển khai các biện pháp có hiệu quả để thực hiện tốt cái kế hoạch xúc tiến đầu tư năm 2020. Đó là tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh nhằm thu hút các nhà đầu tư có vốn lớn, công nghệ cao, thân thiện môi trường và đóng góp ngân sách lớn về địa bàn của tỉnh. Trong đó tập trung vào kêu gọi thu hút các nhà đầu tư vào khu nghiệp dệt may Rạng Đông, xây dựng, khởi công và xây dựng hạ tầng khu nghiệp Mỹ Thuận và các cụm công nghiệp đã và đang triển khai trên địa bàn tỉnh, tạo môi trường tốt, tạo mặt bằng sạch, cơ chế thông thoáng để phục vụ các nhà đầu tư, để các nhà đầu tư tiếp tục đầu tư, yên tâm đầu tư vào địa bàn của tỉnh. Để là điểm đến hấp dẫn các nhà đầu tư, thời gian tới tỉnh Nam Định tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, hỗ trợ tăng cường khả năng tiếp cận thông tin đầu tư đất đai, tạo điều kiện hoàn tất các thủ tục cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, tỉnh tập trung đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng, từng bước bảo đảm tính đồng bộ, kết nối, phục vụ cho hoạt động xúc tiến và thu hút đầu tư nước ngoài. Năm 2019 đã qua đi, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nam Định đã và đang khẳng định vị thế của mình bằng chất lượng sản phẩm, bằng uy tín kinh doanh trên thị trường và tạo đà cho những bước đi bứt phá trong mùa xuân mới đang về. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phóng sự Nhiều cách làm hay thu hút đầu tư vào Nam Định. Nhân dịp xuân Canh Tí 2020, thay mặt những người làm chương trình, xin chúc quý vị và các bạn một năm mới an khang thịnh vượng. Xin thân ái chào tạm biệt.